Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Đây có phải nhà của con nhỏ Sammy không ta? Hôm qua mình xem video của nó mới biết á, nó dám làm nổ vợ của mình. Oh my god, thật là khốn nạn mà. Thế thì đã thế ta sẽ trả thù nhà ngươi. Này thì dám gọi là làm nổ vợ ta. Này thì la 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 la. Trời, cái gì vậy? Trời ơi trời, cái tiếng gì mà to dữ vậy? Ôi, nhà tôi bị gì vậy? Ai đặt bom nhà tôi vậy? Trời ơi, ai đánh bom nhà tôi vậy? Cái gì đây? Oh my god, cái nhà của tôi. À, trời ơi trời, ai vậy? Ai làm chuyện này? Ui, gì đây? Ủa, con nào zombie lật bự dữ vậy? Ê, cái con zombie kia sao ngươi dám đánh vào nhà của ta hả? Thì ra ngươi chính là Sammy. Con nhỏ kia có phải là ngươi đã làm nổ vợ ta đúng không? Vợ hả? Ai làm nổ vợ ngươi? Vợ ngươi là ai mà sao tao biết được hả? Vợ của ta tất nhiên là zombie chứ còn gì nữa. Nhà ngươi đúng không? Chính ngươi phải không? À, cái người mà ăn cắp vảy kim cương của tôi hả? Thì đúng rồi, lấy vảy kim cương của tôi làm nổ đúng rồi. Còn đòi hỏi gì nữa? Trời ơi. Này, cho nói lại nhá, là vợ của ta thích làm gì thì làm, mà nhà ngươi dám làm nổ vợ tao, ngươi thật là độc ác. Ta sẽ giết ngươi. Cái gì? Cứu bông ơi, cứu tôi. À, trời ơi, trời ơi, giam bấy khổ nè. Cứu. Ai gọi phong đó? Có phong đây. Ai đó? Ủa, trời, có chuyện gì? Ui, Sammy của tôi. Ủa trời ơi, kế bên Sammy có con gì mà to vậy trời? Ủa, hình như con này là một con zombie. Trời ơi, Sammy hôm nay chơi lớn quá. Thôi, người cosplay zombie về cosplay luôn. Ủa, mà hôm nay nó phải là Halloween đâu mà sao tự nhiên thôi cosplay ta? Ủa, hay là zombie thiệt ta? Ủa, từ. Hả? Ê, Sammy! Sammy ơi! Trời, Sammy xỉu rồi các bạn ơi. Ủa, ê, con zombie kia. Mày là người gọi là làm cho Sammy của tao xỉu đúng không? Mày đã làm gì Sammy của tao? Hả? Thằng nhóc kia, ngươi là ai? À, ngươi dám hỏi ta là ai sao? Ngươi hỏi ta thì ngươi phải trả lời trước ngươi là ai chứ. Ngươi phải giới thiệu trước chứ, bất lịch sự quá. You serious? Được thôi, giới thiệu với ngươi, ta chính là được gọi là đại chúa tể zombie. Cái gì? Đại chúa tể zombie sao? Còn ta chính là Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft, là người đẹp trai nhất Hero Team đó. Ủa, mà tại sao ngươi lại đánh Sammy của ta ngất xỉu hả? Cái gì Sammy của ngươi? Ngươi là gì của con nhỏ này hả? Ta hả? Xin trân trọng giới thiệu với ngươi, ta chính là người bạn trai đẹp trai của Sammy. Ngươi là bạn trai hả? Đúng vậy. Bạn trai phải không? Đúng vậy. Đồng phạm với con nhỏ này mà con nhỏ này đã làm nổ vợ ta hôm qua. Nếu mà thế thì ngươi cũng xác định đi cùng con nhỏ đây đi. Ôi cái gì vậy? Ôi, đâu. Ê, không giỡn nha, còn có một máu. Không giỡn nha. Ôi. Ai giỡn với nhà ngươi? Bạn ơi, chuyện gì cũng gọi là có thể nói chuyện với nhau được mà. Đừng dùng vũ lực như thế chứ. Bạn to con như vậy, bạn quýnh mình là người ta, mấy bạn fan xem được là bạn fan gọi là bạn gọi là ỷ lớn ăn hiếp người bé đó bạn. Nhưng mà bạn à, tôi là zombie, tôi là quái vật. Ây da, bạn cứ tha cho mình đi mà. Đừng. Cuối cùng đã trả thù được cho vợ ta rồi. Nếu mà các người còn tiếp tục nữa, lần sau á ta sẽ còn quay lại nữa đó. Trời ơi, cái con zombie ỷ lớn ăn hiếp yếu này. Trời ơi, nó quýnh mình, giờ mình đứng dậy không nổi luôn. Sammy ơi, tỉnh dậy đi Sammy. Đừng hết xỉu trời như vậy. Nhức đầu quá, kêu tôi dậy. Tôi nè, dậy đi Sam. Mà có sao không vậy? Ông nhìn nghe tôi mất một miếng đầu nó mất nguyên miếng chùm tóc nè, ông nghĩ sao tôi bình thường không? Trời ơi. Ủa, mà cái con zombie hồi tối hôm qua là con nào vậy? Sao tự nhiên hôm qua nó quýnh Sam? Rồi xong tôi vô cái đầu nó hỏi tôi nói tôi là bạn trai Sam, cái nó quýnh tôi luôn vậy hả? Thì đó, cái con zombie là con zombie trùng đó, không biết không? Hôm qua không biết cái video trước không? Video hôm trước á tôi đánh cái con zombie ăn cắp vảy của tôi á là vợ của nó đó. Trời ơi trời, nó quá đáng ghét. Ủa, ôi,
thì ra là vậy. Trời mấy bạn ơi, mấy bạn có hôm qua là có bạn nào xem video của Sammy, các bạn có nhớ hôm qua Sammy đã đăng một cái video là cái gì ta, hình như là xây nhà an toàn chống zombie hay sao á, thì Sammy cái phần cái gì ta, cái cuối cùng á, Sammy đã đặt TNT làm nổ chết một con zombie, thì hóa ra con zombie đó chính là vợ của cái con zombie khổng lồ hồi tối hôm qua các bạn ơi, và nó quay lại đây để nó trả thù mình với Sammy. Trời ơi, hèn gì á, hèn gì nó vô quýnh mình với Sammy ngất xỉu luôn các bạn ơi. Trời ơi là trời, xỉu úp xỉu đau luôn. Thôi thật không thể nào mà chấp nhận được cái con zombie này, chắc chắn là một ngày nó sẽ còn quay trở lại nữa để nó phá phách. Sammy à, giờ sao đây? Sao là sao nữa, thì chúng ta phải sử dụng cách cũ thôi chứ thì sao. Thì lần trước á, Sammy đã xây một cái gì ta bẫy rồi là để chống con zombie vợ rồi, thì lần này sẽ đến lượt Phong. Phong sẽ chống lại con zombie chồng này ha. Mấy bạn à, mấy bạn hãy xem Phong sẽ xây cái gọi là nhà an toàn để chừng trị con zombie này như thế nào đây, mấy bạn hãy cùng đón xem nha. Chứ Phong mà không thể nào mà chấp nhận được, thà rằng nó quýnh Phong đây. Phong nói còn nãy dám đụng đến Sammy của Phong, trời ơi nó láo thiệt. Sammy yên tâm, Phong sẽ chừng trị nó. Bây giờ Sam đi theo Phong nha. Nhớ nhà, nhớ nhà, bắt nó điện tôi cái nhà luôn nè, cái nhà bánh chanh rồi nè. Yên tâm đi, tôi sẽ tiêu diệt nó, xong tôi xẻ thịt nó, tôi đem đi bán để xây nhà lại cho Sam. Ủa mà khoan, nó là zombie mà, nó zombie thịt nó ai thèm ăn ta? Không, ông bắt nó xuống làm phụ hồ nhà tôi đó, đơn giản vậy thôi. Hợp lý. Tôi thấy con á nó cũng to con á, tôi sẽ bắt nó đi làm phụ hồ để nó sửa lại nhà cho Sammy. Ok rồi. Mấy bạn à, mấy bạn hãy cùng xem thử Phong sẽ xây cái bẫy gọi là tiêu diệt con zombie này như thế nào nha. Chứ Phong gọi là không thể nào chấp nhận được, nó dám hủy hoại nhan sắc xinh đẹp của Phong. Ok bạn ơi, và hiện tại là mình với Sammy đã chuẩn bị xong đồ để có thể chế tạo cái bẫy tiêu diệt con zombie này rồi bạn ơi. Thì như anh em đang thấy thì có gì là lạ không anh em? Đó chính là nhà của Kyron đã biến mất luôn rồi bạn ơi. Bởi vì là để xây được cái bẫy này, cho mình quyết định là mình đã đập luôn cái nhà của Kyron để xây bẫy. Chơi lớn vậy luôn hả? À đúng rồi, hy vọng là Kyron sẽ không xem được video này nha bạn nha. Mấy bạn đừng có gọi là gì ta, mấy bạn đừng có chụp ảnh đăng lên Facebook nha bạn. Thôi Kyron la mình chết luôn á. Ok, thì bây giờ nè, mình có chuẩn bị ở đây một cái rương. Thì ở trong cái rương này á là mình đã có chuẩn bị rất là nhiều đồ để có thể tiêu diệt con zombie này luôn các bạn ơi. Thì đầu tiên nha, thì mình có một cái bẫy, nó có tên là một cái cháp. Đây, thì cái này á bạn là một cái bẫy dùng mà người ta thường hay dùng để bẫy gấu á bạn. Nhưng mà mình thấy rất là tội nghiệp luôn, tự nhiên không người ta bẫy mấy con gấu xong mấy con gấu bị dính vô bẫy, tội nghiệp nó lắm luôn các bạn. Nhưng mà mình sẽ đem ra để bẫy mấy con zombie nha. Thì ở đây mình có chuẩn bị một ít gọi là trứng zombie nè. À, được chứ sao không được. Thì ở đây mình có chuẩn bị trứng zombie nè các bạn ơi. Thì khi mà con zombie nó mà bước vào trong cái bẫy này á thì ngay lập tức nó sẽ bị kẹp lại. Thấy không? Nó sẽ bị kẹp lại và nó sẽ đứng yên một chỗ luôn, và một tí nữa nó sẽ chết queo luôn. Coi này nha, đó, nó kẹp nè, xong mất máu từ từ nè. Trời ơi trời, xịn quá Phong ơi, kẹp cái đứng rồi. Yên luôn nè. Nó không di chuyển được luôn á, ghê không? Rồi xong, chết queo luôn. Đấy, thì cái bẫy này cực kỳ hay luôn nha. Thì bây giờ nè, Sammy phụ Phong đi. Sammy phụ Phong đặt cái bẫy xung quanh nhà đi. Ok, mình sẽ đặt rồi, từ làm cho này nè. Để tôi làm cho. Rồi ok bạn ơi, thì mình với Sammy đã gọi là xây xong một cái dòng bẫy gấu rồi nè các bạn ạ. Ở thôi mình dùng từ bẫy gấu nghe tội nghiệp mấy con gấu á, mình sẽ dùng là từ là bẫy zombie nha các bạn nha. Đấy, mình đã xây xong mấy cái tráp đây nè. Thì bây giờ ở đây tiếp theo nữa là mình có chuẩn bị cho mình, đó chính là một cái gọi là thứ rất là đặc biệt luôn bạn ơi. Thì bạn biết cái tay của mình là cái gì không? Đây chính là cái thảm cỏ nha các bạn nha. Thì cái thảm này á, khi mà chúng ta đập đất nè, chúng ta đặt lên phía trên thế này nè, thì nó sẽ nhìn y hệt, nó nhìn y hệt như là đất bình thường luôn. Nhưng mà khi chúng ta bước lên trên đó thì chúng ta sẽ bị lún xuống. Bụp. Đó. Trời ơi, phần thông vẫn dài vậy. Đúng rồi. Và ở bên dưới á, Phong sẽ để ở bên dưới những cái gai nè, thì những con zombie khi mà nó bước lên trên cái gai này á thì ngay lập tức nó sẽ bị cái gai đâm bụp 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 bụp, và sau đó nó sẽ chết queo luôn sao mày, ghê không? Wow, trời ơi trời, kiểu này là có thịt zombie ăn cả ngày luôn Phong. Đúng rồi, mình làm mấy farm zombie luôn rồi. Ok, bây giờ Sam phụ Phong đi. Sam phụ Phong rồi là đào cái này thấp xuống này. Đó, đào thấp xuống nha. Tôi đào. Ê, làm cho rộng á, con zombie cái nó to thù lù à, chừng này nhỏ lắm. Yên tâm đi, mấy mình cái con zombie to thì tôi đã có bẫy để bẫy nó rồi. Còn cái này là mình dùng để bẫy mấy con zombie nhỏ, hiểu không? Ok. Đây, đập xuống đây nè. Sau đó mình sẽ bắt đầu mình để gai xuống bên dưới. Đó, để gai xuống bên dưới như thế này. Rồi sau đó lắp cái thảm cỏ này lên. Đó, mày thấy không? Xịn chưa? Lắp lên trên nè, là không ai biết luôn bạn ơi. Lắp lên trên là nhìn y hệt như là cỏ bình thường luôn bạn. Sammy thử bước lên coi Sam. Đây, tôi là zombie nha, đây tôi là okay. Zombie thật thụ nè, đó, đây zombie là phải đưa tay nè, đó zombie nha. Rồi, ok. Ô, con người. Tào lao. Tào lao rồi. Trời ơi. Đó, zombie okay. Đó là sao chứ giờ?
Rồi ok rồi, thôi phụ phong đi, bây giờ Sam phụ phong đi. Giờ đập đập cho cái này nó rộng rộng ra nè. Ok, đập 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 rộng ra. Đây mấy bạn ơi, bạn nhìn ở bên dưới nè, Phong Cận đã bỏ gai xuống bên dưới nè, bạn thấy chưa? Rồi ok, bây giờ là Phong sẽ bắt đầu Phong lắp cái thảm cỏ lên phía trên nha các bạn nha. Rồi đó, giờ là không ai biết luôn bạn ơi. Nhìn không ai biết luôn á. Đó. Em mà lỡ mình dập lên sao là mình có cái dấu nào không thì tôi biết nè, tôi sợ tôi núp núp yên dập tâm vô đi. Sao? Bà chỉ cần ở trong nhà là bà sẽ không dập vô được đâu. Giờ bà đừng có ra ngoài đó. Bà ra ngoài là bà dập vô chắc luôn á. Đây, không có để cái hàng rào để chặn lại nè. Thì một tí nữa mấy con zombie sẽ không thể nào mà đi qua hàng rào được đâu bạn ơi. Ok. Rồi, và để đối phó với lại con zombie to á thì ở đây Phong Cận đã chuẩn bị một cái quả trứng màu vàng. Các bạn thấy quả trứng này lạ không? Đây, mình sẽ cho bạn xem quả trứng này là quả trứng gì nha. Thì cái quả trứng này á, mấy bạn chắc mấy bạn cũng thấy nhiều lần rồi. Đây. Wow! Đây chính là quả trứng của con người tuyết siêu to luôn bạn ơi. Thì con người tuyết này Phong sẽ để ở đây gọi là vài con nha, để nó tấn công con zombie to nha các bạn nha. Rào lại Phong bắn đi, rào lại bắn cho nó xịn, đúng không? Rào lại đúng rồi, đúng chạy sao nó hợp chạy lý, không bắn không mạnh đâu. Nó phải đứng okay, yên, nó bắn mạnh. Hợp lý, mình sẽ để cho con này nó đứng ở trong cái lồng này và nó sẽ bắn cái con zombie nha các bạn nha. Ok, bỏ ra nè. Rồi lắp lại vậy. Như một cái cổ súng á Phong, nó như là súng thần công á. Đó. Ừ, đúng rồi đó. Ok. Rồi lắp vô nè. Rồi đứng im nha mấy con. Mấy nhiệm vụ của mấy con là sẽ gọi là bảo vệ ngôi nhà này giúp anh nha. Con zombie vô to mà nó vô thì mấy con bắn nó giúp anh nha. Anh sẽ thưởng cho mỗi đứa. Anh sẽ thưởng cho mỗi đứa một gì ta, một tô đá bào nha. Ok. Okay. Vậy luôn hả? Ủa con đang đá bào được luôn? Ăn được chứ, nó là người tuyết thì nó ăn đá bào được chứ. Đó, ngày xưa mấy bạn đi học á, có bạn nào gọi là thích cái món đá bào ở trước cổng trường không? Ngày xưa á, Phong đi học á, có một cái ông chú bán đá bào ở trước cổng trường á, cực kỳ ngon luôn. Và ngày nào Phong cũng ăn luôn. Đó, ăn riết mà Phong gọi là béo ú u luôn bạn ơi. Ok, rồi, ủa sao làm gì Sam? Khóa con này lại này, tôi để cho nó đỡ chạy, nó chạy quá trời nè, khóa đi. Sam, tôi nghĩ ra cái trò này hay nè. Hay là mình treo một con lên đi để cho nó đứng lên trên cao nó bắn hiểu không? Đó, đây rồi đó. Rồi, Sam lắp cho đi, Sam lắp cho đi. Đây tôi thử. Ủa nó nặng quá không? Sao tôi sợ nó đứt cái cọng dây? Không đứt được đâu, không đứt được, bưng được. Đó. Rồi treo lên. Đó. Trời ơi mình chơi trước vậy. Rồi ơi, bắn từ trên cao dưới đất đều có hết. Trời đúng ơi, quá rồi, quá xịn luôn. Ok rồi. Thì ở đây mình đã chuẩn bị một cái bẫy nè, hai cái bẫy, rồi ba cái bẫy luôn. Không biết như vậy là đủ chưa ta? Tất nhiên là chưa đủ rồi các bạn ơi. Tại vì con zombie to này á nó cực kỳ nguy hiểm luôn, cho nên mình nghĩ cái bẫy như thế này là chưa đủ đâu. Nhưng mà các bạn yên tâm, mình có một cái bẫy bí mật cực kỳ đặc biệt luôn, và một tí nữa mình sẽ cho các bạn xem cái bẫy đó là gì nha. Sammy muốn xem bẫy đó là gì không? Muốn, tôi muốn xem. Muốn xem đúng không? Rồi ok. Bây giờ hãy chờ con zombie tới đi thì Phong sẽ bật mí cho Sammy biết cái bẫy đó là gì nha. Okay. Ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau để cho trời tối và chờ con zombie tới thôi nào các bạn ơi. Hey, ok bạn ơi, và sau khi mà mình với Sammy đã chuẩn bị xong hết tất cả những cái bẫy thì bây giờ trời cũng đã tối luôn rồi các bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ đứng ở đây để mình chờ con zombie nó tới nha các bạn nha. Ủa mà sao giờ này tối mà chưa thấy con zombie nó quay lại ha Sam ha? Thấy nó sợ mình rồi. Tôi biết rồi, tại vì nó sợ đó, hiểu không? Nó thấy nó có tôi làm bẫy bà rồ mà ông còn làm bà rồ hơn tôi nữa, hiểu không? Nên nó sợ rồi. Con zombie này nhát gan á bạn. Ủa, mày từ. À, nó kìa bạn, mình thấy rồi kìa. À, trời ơi, nó quay lại kìa. Trời ơi. Zombie chứ phải là sư tử đâu mà kêu to vậy. Hả con zombie kia? Cái zombie người ta không thích kêu vậy được không? Hai tay kia nó quay lại rồi đây. Trời ơi, quay lại thì làm gì bọn ta? Ta nói cho ngươi biết nha, lần này bọn ta sẽ không để cho ngươi đánh bọn ta như lần trước đâu. Bọn ta đã chuẩn bị rất là nhiều những vũ khí ở đây để có thể chiến đấu với ngươi đó. Ủa mà sao đi có mình vậy? Ủa, nghĩ sao vậy? Các ngươi có chuẩn bị chẳng lẽ ta thì không chắc. Ta sẽ triệu hồi đàn em của ta qua đây. Thôi cha, đàn em hãy xuất hiện đi. Trời ơi. Ôi trời ơi, đàn em. Đàn em to con quá ha. Đàn em đáng sợ quá ha. Trời ơi, ủa sao có ba con vậy? Có ba con để cho nhiều hơn được không? Không, nhưng mà quan trọng là số lượng. Dính bẫy nè. Đó, xuất hiện đi đàn em. Trời ơi. Mỗi đứa một cái bẫy xong rồi xong. Ê, coi giam bẫy con. Coi giam bẫy con tấn công tôi nè. Này thì dính bẫy nè. Trời ơi chết rồi bạn ơi, cái bẫy này của mình chỉ có thể gọi là dính được vài con thôi, có mấy con vậy có thể chạy qua được. Sao mày chạy đi, em của ta xông vào đi. Bây giờ ok, ôi sợ quá, bọn ta không sợ đâu. Bây giờ nhảy qua đây. Rồi, ha, ui, Sam nhìn kìa, mấy con người tuyết nó cầm tuyết nó chọi mấy con zombie kìa Sam. Mày á, mày, ơi đây nè, một con dính bẫy nè. Lọt bẫy kìa, ôi trời. Ê,
con cái hai con kia làm gì vậy Phong? Xoay ba lê kìa. Hai con kia nó đang nhảy đầm đó Sam. Đó, nó múa ba lê kìa. Đó, chết này mày nè. Ơi. Zombie ơi, sao mà đàn em ít quá vậy, có nhiều hơn được không? Ít quá bọn ta chán phèo. Trời ơi, tất nhiên là có rồi thôi. Sao bọn này nó đặt bẫy hay thế rồi ta. Đàn em của ta biến mất hết rồi này. Không, phải thế thêm, phải thêm. Đàn em xuất hiện thêm, xuất hiện thêm. Qua đây. Qua đây đi, ta sẽ tiêu diệt hết tất cả. Rồi đó. Ôi, dính bẫy, Ôi, qua đây nè. Dính bẫy nè. Ôi, Sammy nhìn kìa. Sammy nhìn kìa, mà nó dính bẫy hết trơn kìa. Trời ơi. Đúng là zombie các bạn ơi. Các bạn biết không, zombie á là thường zombie là sẽ không có não nha các bạn nha. Bởi vậy cho nên là nó không thể nào phát hiện được những cái bẫy của mình. Trời ơi, rồi xong chết queo hết trơn luôn. Quay, zombie ơi, ta nói ngươi nghe nè, đàn em của ngươi á là đi qua bẫy của ta không được đâu, đi qua là té xuống liền à. Có giỏi ngươi qua đây chiến đấu với bọn ta nè. Qua đây. Trời ơi, ba cái này tất nhiên là ta xông vô chủ con kia. Chạy sao? Chạy qua đây. Cái bẫy này hả? Nhìn nó lại, nhìn nhảy này. Ôi ôi, giỏi dữ ha. Còn một cái bẫy nữa kìa. Qua được không? Tiếp theo cái bẫy này hả? Thôi, các đàn em của ta. Nhưng không sao, đấy là đàn em của ta thôi. Còn ta thì... Ây, cha. Ôi, ôi trời. Sao mới nó qua được kìa. Các người muốn sao hả? Ôi, trời ơi, cái con zombie này coi bộ nó thông minh hơn mình tưởng các bạn ơi. Nó có thể vượt qua được mấy cái bẫy của mình. Hey, thôi được. Nhưng mà ta nói với ngươi biết nha, ngươi nhìn đây. Ở đây ta có chuẩn bị thêm mấy em người tuyết body 6 muối không có thua gì ngươi đâu. Ngươi làm sao có thể chiến đấu được. Trời ơi, và hai em của ta, đàn em của ta bị dính hai cái bẫy trước thôi, chứ còn bây giờ đàn em của ta đã qua được rồi thì xuất hiện đấy mấy em ơi. Ôi giải gì, người tuyết tấn công tranh, người tuyết ơi tấn công bọn nó đi. Đó này nè, nè thì đánh nè, này thì đánh nè, này thì đánh nè. Trời ơi, tưởng thế nào, hóa ra là chịu hồi đàn em ra xong đàn em cũng bị mấy con người tuyết tấn công chết queo à. Ngươi còn có thể làm được gì nữa không? Ta làm được gì hả? Tất nhiên là tiêu diệt đống người tuyết này của ngươi rồi. Chà. Gì? Gì mà tiêu diệt? Ôi, trời. Gì vậy? Tại sao? Ủa, trời ơi. Mấy bạn ơi. Con zombie này nó biết phun lửa bạn ơi, thôi không thể tin được. Ây da, nó phun lửa mình ơi. Ây da, đâu á? Sao mày cứu tôi, Rồi, xong rồi. Người tuyết mà dính lửa là chỉ có chết hết thôi. No, người tuyết của tôi. Trời ơi, con người tuyết nó đang đu dây trên trời mà cũng bị con zombie bắn. Rồi xong, chết queo luôn. Trời ơi, trời, mình chọi tiếc con zombie đi sao mày? Mày nè. Gãi ngứa à, trời ơi, nhưng mà không rã. Gãi mạnh lên. Phong ơi, mình đánh quá trời mà nó nói mình gãi ngứa kìa. Trời ơi, chết rồi bạn ơi, con zombie này nó khỏe quá. Mấy cái bóng tuyết này không làm gì được nó cả. Mày. Bây giờ sao? Không phải bẫy của ông mà. Té ra bẫy của tôi còn bro, bẫy của ông rồi. Ông hồi đó ông còn thách tu đó chứ. Trời ơi. Sam à, Sam đã quá xem thường Phong rồi. Bây giờ nè, Phong mới sử dụng cái bẫy bí mật của Phong nè. Mấy bạn có nhớ hồi nãy Phong đã nói Phong có một cái bẫy bí mật không? Bây giờ mình sẽ cho bạn xem nha. Mấy tên này nói nhiều khi cũng khiếp á. Có mỗi cái việc đánh nhau thôi mà, để ta xử lý tụi bay luôn cho này. Ê, chạy Sam ơi. Đúng rồi, cái con zombie này. Chạy vô đây Sam, chạy vô nhà Sam ơi, chạy vô nhà. Đây, vô nhà. Đóng cửa lại. Mở cửa ra. Ngươi nghĩ sao vậy? Ta đâu có ngu gì ta mở cửa. Bây giờ ta sẽ cho ngươi biết thế nào là cái bẫy đặc biệt, cái bẫy bí mật của ta. Bây giờ Sammy đi theo tôi, nhanh lên. Qua đây. Bây giờ Phong nói Sam nghe nè. Con zombie bây giờ nó đang đứng ở trước nhà mình đúng không? Thì bây giờ mình sẽ đi từ cửa sau, mình lẻn ra khỏi nhà. Đi nhanh lên. Trời ơi, tưởng cái bẫy gì chứ cái này bình thường, cái này là 36 kẻ chè thượng sách hả? Tào lao, cái chạy cái gì mà chạy. Tôi đã nói là tôi có bẫy để tiêu diệt nó thì bà phải tin tôi chứ. Ok, bây giờ mình sẽ bí mật mình đi qua bên nhà Sam. Đi qua đây. Mình càng xa cái nhà mình ra càng tốt phải không? Đó, đi qua đây. Nè, coi con zombie chắc giờ nó vẫn còn đang ở trước nhà tôi á. Ủa trời ơi. Nó vẫn tưởng là mình đang ở trong nhà các bạn ơi. Con zombie này đúng là ngốc thiệt luôn á. Ok, rồi, bây giờ nha, Sammy à, bà hãy coi cái bẫy đặc biệt của tôi đây. Tôi chỉ cần bấm nút một cái thôi là con zombie này sẽ bốc khói luôn, tin không? Không, sao không tin được không? Vì sao con này nó bự thù lù nhưng theo vì sao mà tin được? Ok, rồi, núp đằng sau cái cây nè. Đây, các bạn hãy xem cái bẫy đặc biệt của mình nha.
Bây giờ thì Phong chỉ cần nhập một cái lệnh nha. Thì cái lệnh này là một cái lệnh Phong đã cài đặt ở trong game rồi. Thì bây giờ Sammy hãy nhìn nha. Đây, chuẩn bị nè. 1, 2, 3. Tít bùm chiêu. Có gì đâu. Đó. Trời ơi, Sammy ơi. Con Sammy ngu ngốc kia, mày sắp chết rồi. Ha ha ha. Zombie ơi, ngươi nhìn lên cho trời kìa. Đấy, cỏ ra mau. Ủa cái gì, à, gì? Ủa sao nghe tiếng gì vậy? Ủa cái gì đấy? Ủa sao không nhìn đâu ra? Chạy lên đâu, lên ra mày ơi. Chạy đâu trời ơi, rồi rồi xong luôn, rồi xong luôn, rồi xong luôn. Trời ơi, trời xỉn quá Phong ơi. Thấy chưa, tôi đã nói vậy là cái bẫy của tôi hơi bị đặc biệt luôn á. Lava từ trên trời đổ xuống, gọi là chìm nghiễm con zombie trong lava luôn. Bây giờ các bạn thì con zombie đã biến thành zombie thịt xông khói đó. Trời, xinh quá. Ghê chưa, ghê chưa. Cái kiểu này mà nó không chết mà tôi, vậy là tôi bẫy rồi bẫy nó làm ông nội tôi luôn á Phong ơi. Kiểu này là không thể nào sống được luôn á. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Lava to vậy này nè, đổ lên trên người ha, nghĩ sao mà không chết được. Bây giờ á, tôi thử tôi ném bà vô lava coi bà có chết không. Trời ơi, trời ơi, tôi thành cả mập nương đu luôn á Phong, dễ sợ chứ không. Đó, bạn thấy chưa, vậy là bây giờ á, hai con zombie chồng và zombie vợ đã bị mình và Sammy tiêu diệt rồi bạn ơi. Vậy là, yeah. Đúng rồi, nó ủa, sẽ không... Từ, hả, ủa, gì? Ông hứa là ông bắt zombie này phụ hộ cho nhà tôi, rồi cuối cuộc là ai phụ hộ nhà tôi đây? Ừ ha, tính ra mình kêu là mình bắt con zombie này cho nó phụ hồ, nó xây lại nhà cho Sammy. Mà bây giờ mình lỡ mình thiêu đốt nó luôn rồi. Rồi sao, kỳ trang tôi lúc trước tôi giết con zombie vợ, ông giết zombie chồng rồi xong tiêu tùng hai ông bà luôn. Trời ơi, rồi xong mất. Thôi thôi, không sao đâu, không sao đâu. Nói chung á là mình chỉ cần tiêu diệt được nó để nó không quay trở về làng, nó phá phách thôi là được rồi. Còn cái nhà này á, thì để Phong có gì Phong xây lại cho, Phong xây nhà hơi bị đẹp luôn á. Nhớ nha, rồi ok được rồi, ok rồi, rồi. Ok bạn ơi, và coi như là mình và Sammy đã gọi là tiêu diệt được hai con zombie nguy hiểm nhất ở trong làng rồi. Thì bạn thấy cái bẫy của mình như thế nào? Cái bẫy của mình và cái bẫy của Sammy, các bạn thấy cái bẫy nào xịn hơn, đặc đúng biệt rồi. Hơn thì các bạn nhớ bình luận lại phía dưới cho mình biết nha. Và nếu như video này đạt được 10.000 like thì mình sẽ làm thêm những cái video bẫy khác nữa hay hơn nữa nha. Ok, còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Tạm biệt, bye bye. Nhớ đăng ký ủng hộ cho mình, Sammy và tất cả các thành viên của Hero Team nha. Ok.